Sáng ngày 6 tháng 5, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ cùng các sở ngành kiểm tra thực địa các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. Tại dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chỉnh trang trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, phối hợp Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục rào chắn những khu vực nguy hiểm dọc hai bên tuyến đường Trần Bạch Đằng, tổ chức thông tuyến chậm nhất trong tháng 6 này. Về những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức tập trung rà soát, kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý nguồn gốc nhà đất, giải thích cho người dân hiểu để bàn giao mặt bằng. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Phan Công Bằng cho biết, dự án đường vành đai 2 đoạn 3 thời gian qua tạm ngưng chờ điều chỉnh dự án, tháo gỡ một số vướng mắc thanh toán quỹ đất. Hiện thành phố đang xin ý kiến của chính phủ nhằm đẩy nhanh thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho chủ đầu tư. Dự án 4 tuyến đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm đang điều chỉnh quy hoạch tại một số vị trí cố gắng hoàn tất trong tháng 6 này. Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng còn một số khó khăn vướng mắc. Hiện thành phố Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng trong năm nay. Về việc triển khai thi công, sau khi điều chỉnh một số nội dung về thiết kế, điều chỉnh dự án, nhà đầu tư sẽ triển khai thi công ngay các hạng mục còn lại của dự án. Về công tác tổ chức giao thông 4 tuyến đường, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức giao thông lại ở những tuyến đường đủ điều kiện khai thác.